Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2021 của tuổi tuất chi tiết chính xác nhất về các phương diện, sự nghiệp. Tài vận, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tuổi trong tháng, cầm nang vượng vận. Người tuổi tuất khó mà nhìn thấy được điểm sáng trong vận trình tháng 9 âm lịch này thậm chí, bản mệnh còn phải đối diện với muôn vàn khó khăn khiến bạn chỉ muốn đầu hàng bỏ cuộc. Hãy luôn tự nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, rồi bạn sẽ dần nhìn ra được ánh sáng cuối đường hầm. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy sự nghiệp của bản mệnh dễ lâm vào bế tắc. Bạn thường xuyên lâm vào tình trạng nhầm lẫn, chán nản, khiến chất lượng và hiệu quả công việc đi xuống. Hơn nữa, xung quanh bạn cũng không thiếu kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để ra tay hãm hại thời điểm này, bạn làm gì cũng nên cực kỳ cẩn thận, chớ lơ là vì tưởng việc quen mà thiếu tập trung, khiến vấn đề xuất hiện liên tiếp. Chuyện kiếm tiền cũng khó có thể diễn ra thuận lợi trong thời điểm này. Bạn bắt tay vào làm dự án gì cũng bị ngăn trở, cũng bị gây khó dễ, khiến tinh thần đi xuống, không tìm ra quyết tâm để làm việc. Bên cạnh đó, theo tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tuất âm lịch, những lỗi sai thường xuyên xuất hiện cũng khiến bạn vừa tốn thời gian, công sức lại vừa tốn thêm tiền bạc để sửa chữa, khắc phục về chuyện tình cảm, bản mệnh lâm vào tình trạng bi quan nên khó có thể mở lòng ra với người khác. Bạn cũng có thể ảo tưởng về bản thân nên thường đặt ra những hình mẫu quá xa vời, không thực tế. Người đã lập gia đình cũng khó duy trì được bầu không khí bình yên, ấm áp. Hai người đều gặp nhiều căng thẳng nên khó có thể thông cảm, bao dung với nhau như trước đây. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về sự nghiệp. Đủ loại khó khăn trong sự nghiệp đổ lên đầu người tuổi Tuất khiến bạn thường cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là hoang mang trong việc xác định hướng đi của mình. Dưới tác động xấu của cục diện nguyệt lệnh lâm mộ, bạn khó có thể tìm ra điểm sáng trong khoảng thời gian này. Bản mệnh thường xuyên nhầm lẫn, mắc các lỗi sai cơ bản trong cả những công việc tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Những lúc thế này, bạn nên nghiêm túc kiểm điểm bản thân chứ đừng chỉ nên than thân trách phận hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác. Con giáp này cần phải nhận thấy rằng chỉ khi dũng cảm đối diện với lỗi lầm của mình, bạn mới dần tìm ra phương hướng để sửa chữa, giúp bản thân mình tiến bộ hơn. Chớ nên chối bỏ trách nhiệm, khiến bản thân ngày càng thụt lùi, công việc dậm chân tại chỗ, tạo điều kiện cho người khác vượt qua. Một số người có cách cư xử không phù hợp trong công việc cũng khiến các mối quan hệ bị liên lụy. Dù đang giữ vị trí gì đi nữa, bạn cũng cần hòa nhã, khiêm tốn hơn với mọi người xung quanh. Nếu là nhân viên mà quá kiêu ngạo, bạn sẽ khiến đồng nghiệp, cấp trên chướng mắt. Nếu là lãnh đạo mà quá độc đoán, bạn sẽ gây ra sự ức chế cho nhân viên, khiến chất lượng công việc của cả tập thể bị giảm sút. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải dè chừng tác động của hai hung tinh là thái tuế và âm sát. Kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh bạn, khiến công việc vốn đã chắc trở lại càng gặp phải nhiều rắc rối hơn. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tuất âm lịch khuyên bạn tốt nhất nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chớ vội tin theo người này người khác. Khi đã lập ra kế hoạch thì cần bám sát để thực hiện, chớ nên đưa ra những suy nghĩ ảo tưởng, thiếu tính thực tế. Tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về tài lộc. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy con đường tài lộc sẽ khó phát triển theo chiều hướng mà người tuổi tuất mong muốn trong tháng này. Bạn cần phải tự nhắc nhở mình không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu không công sức bấy lâu nay của bạn sẽ đổ sông đổ bể vì thế nếu muốn giữ vững được số tiền trong túi không rơi vào tình cảnh hao tài tốn của thì bản mệnh nên giữ cho mình thật lý trí không vội tin theo lời rủ dê lôi kéo của người ngoài bạn đừng nên mơ mộng tin tưởng vào việc không có làm mà vẫn có ăn muốn làm giàu bền vững bạn cần dựa vào chính công sức lao động của mình với người làm đầu tư kinh doanh bạn chớ nên vội vã mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn của mình Thời điểm hiện tại, bạn ít gặp được đối tác đáng tin cậy mà đa số là những kẻ tiểu nhân muốn lợi dụng sơ hở để kiếm tiền của bạn, làm giàu cho bản thân mình. Tốt nhất hãy giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý với mọi người, duy trì tốt những mối quan hệ mình hiện có, đồng thời giữ khoảng cách với những người mình không thực sự hiểu rõ. Hãy cố gắng hoàn thành những công việc mình đã lên kế hoạch từ trước, không phải vội vàng chạy theo bước chân của bất cứ ai khác với người làm công ăn lương, âm sát cũng cảnh báo bạn nên hết sức cẩn thận khi làm việc, bởi xung quanh bạn không thiếu những kẻ tiểu nhân đang tìm cách ngáng trở, chỉ cần bạn bất cần một chút thôi là sẽ để xảy ra lỗi lầm, bị cấp trên khiển trách hoặc phải dù tiền của mình để khắc phục, sửa chữa. Tháng này nhiều rắc rối xảy đến nên bạn khó có thể đạt được thành tích cao, có cơ hội tăng lương, thưởng nóng, vì thế, bạn hãy cố gắng làm tốt công việc được phân công, hạn chế gây xích mích với bạn bè, đồng nghiệp tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về tình duyên. Chuyện tình duyên cũng không có dấu hiệu khởi sắc trong thời điểm này. Cho dù bạn đã tìm được nửa kia hay còn độc thân đi chăng nữa, muốn thay đổi tình trạng này thì trước hết phải thay đổi từ chính bản thân mình, chớ nên tìm cách đổ lỗi cho người khác, nhất là khi đối phương còn là người thân thiết nhất với mình. Với người độc thân, có vẻ như những rắc rối trong cuộc sống đã khiến bạn tốn quá nhiều thời gian và sức lực để giải quyết bạn chẳng còn hào hứng nói chuyện với bất cứ ai chứ đừng nói đến chuyện mở rộng quan hệ tìm kiếm người có thiện cảm với mình thời điểm này bạn chỉ mong mình có thể giải quyết được mọi rắc rối là đã may mắn lắm rồi bạn cũng không nên tự đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình bản mệnh nên hiểu rằng trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo hoặc hoàn toàn phù hợp với mình đừng mãi chạy theo những điều phù phiếm hãy dành cơ hội cho những người chân thành biết bao dung và sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với mình với người đã lập gia đình hai người khó có thể duy trì được bầu không khí yên ổn khi quan hệ vợ chồng không được như ý muốn bạn cần phải tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn trước khi oán trách người khác đặc biệt là nửa kia của mình bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống trong việc nuôi dạy con cái khi tranh cãi nổ ra hai người đều cần phải tự nhắc bản thân mình giữ bình tĩnh khi tình hình trở nên quá căng thẳng thì nên ngừng lại đúng lúc đợi đến khi cả hai đã ổn định cảm xúc thì hãng tiếp tục thảo luận tử vi tháng 9 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về sức khỏe. Tháng 9 này, tình hình sức khỏe của người tuổi tuất có dấu hiệu suy giảm, một trong những nguyên nhân chính là công việc căng thẳng, phức tạp mang lại. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, u mê, khó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Những rắc rối liên tiếp xảy ra cho thấy quyết định của bạn là thiếu chính xác, khiến bạn càng cảm thấy căng thẳng hơn tốt nhất bạn nên tìm cách thích hợp để giải tỏa áp lực cho mình ví dụ như vận động hoặc tâm sự với những người đáng tin cậy thái tuế hung tinh xuất hiện cảnh báo những tài họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào đặc biệt là khi xuất hành đi xa vì thế bản mệnh nhớ luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông luôn đem theo những loại thuốc cần thiết để không bị động trước những tình huống sức khỏe bất ngờ hãy giữ cho mình một lối sống khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức hoặc ăn uống quá nhiều đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có sức lực và đủ minh mẫn để làm việc, gặt hái thành công như mong muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất. 1. Mậu tuất, thuộc mệnh mộc, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, tính tình nóng nảy, không muốn nghe theo lời khuyên của người khác. Quý nhân, dần, mão. Tiểu nhân, tị, thìn màu sắc may mắn, nâu, xanh. 2. Canh tuất, thuộc mệnh kim, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết tài chính xuống dốc, không nên vội vàng đi tới quyết định đầu tư. Quý nhân, thân, ngọ. Tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. 3. Nhâm tuất, thuộc mệnh thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng. Quý nhân, hợi, tỵ. Tiểu nhân, dậu dần. Màu sắc may mắn trắng, xám. 4, Giáp Tuất, thuộc mệnh Hỏa, Nam La Hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, sự nghiệp bế tắc thường xuyên gặp phải rắc rối, cẩn thận tiểu nhân. Quý nhân, dậu mùi. Tiểu nhân, Thìn Sửu. Màu sắc may mắn trắng, đỏ. 5, Bính Tuất, thuộc mệnh Thổ, Nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết, dễ vướng vào mâu thuẫn, thị phi, hạn chế tranh cãi với người khác quý nhân ngọ mão tiểu nhân tị mùi màu sắc may mắn vàng đen cảm ơn các bạn đã theo dõi video